Phương. Trời, Phương, 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 tỉnh lại em, Phương. Anh ơi, đáng sợ lắm anh ơi. Con nhỏ đó nha, mái tóc nó dài mà cái mặt nó trắng bệch anh ơi. Em, cái này á là do em ảo giác thôi, chứ lúc nãy anh ra ngoài đó đâu có ai đâu. Không anh ơi, chính mắt em nhìn thấy nó rõ ràng luôn mà. Nó sống động lắm. Mà không thể nào được đâu, không thể nào là ảo giác hay là giấc mộng gì được hết, là sự thật. Anh ơi, có khi nào là khách sạn nhà mình có ma thì không anh? Em nói cái gì vậy? Tào lao quá hả? Anh, đó giờ bao nhiêu khách đến thuê phòng ở khách sạn mình à, đều nói là thấy ma hết. Lúc đó em cũng không có tin đâu, mà bây giờ chính mắt em thấy rồi. Anh ơi, em sợ lắm anh ơi. Có anh đây nè. À đúng rồi, lúc nãy em có nhìn kỹ con ma đó. Mái tóc của nó giống mái tóc con Thảo lắm anh. Rồi giọng cười. Đúng rồi, giọng cười của nó nữa. Giọng cười của nó đích thị là con Thảo luôn đó anh. Có khi nào con Thảo về đây gặp tụi mình đúng không anh? Có khi nào con Thảo nó về đây, về đây nó hù vợ chồng mình đúng không anh? Em bình tĩnh nghe nói nè, không có chuyện gì đâu hả? Tất cả chỉ là do em ảo giác thôi. Em nhớ Thảo quá cho nên em mới thấy thôi. Em hiểu anh không? Cho nên bây giờ anh ngồi đi. Anh ra ngoài lấy cho em cái nước. Hai đứa, sau này tốt nghiệp rồi hai đứa định làm cái gì? Em hả? Em sẽ kinh doanh khách sạn. Nói thiệt nha, trong Sài Gòn của mình á, mà kinh doanh khách sạn là bao ăn. Nữ doanh nhân thành đạt ha. Trời. Còn em á hả? Em chắc là sẽ về phụ giúp ba má em cho cái chai chạy hoa đó. Tại vì em cũng học marketing mà, cho nên là em sẽ giúp chai chạy hoa của ba má em được nhiều người biết hơn. Vậy là hai đứa hợp tác được đó. Bên đây á, bỏ mối cho bên đây. Ý kiến này cũng được. Nhưng mà em phải chờ coi á, con Thảo nó phải bỏ mối cho em thật là rẻ mới dù lấy đó nha. Ủa, anh gì? Anh tính anh làm gì? Anh hả? Anh chắc anh sẽ làm đám cưới. Tha Thảo ha. À, tụi mình chụp hình nhóm với nhau đi. Ha. Được. Đây nè. Ủa. Thôi, anh cầm đi. Cười nha. 2, 3 nhìn kỹ con ma đó, mái tóc của nó giống mái tóc con Thảo lắm anh. Có khi nào con Thảo về đây gặp tụi mình không anh? Thảo ơi, giờ em đang ở đâu? Mấy năm rồi vẫn chưa tìm ra xác của em. Chắc em đang lạnh lẽo cô đơn lắm. Anh. À. Em. Ủa, anh vẫn ra đây ngồi nữa không? Tự nhiên em nhắc tới Thảo. Cái anh lại ra đây. Chắc là lâu rồi vợ chồng mình không ra đây thăm nó á. Chắc nó giận vợ chồng mình dữ lắm luôn ha. Đâu có đâu. Thỉnh thoảng anh cũng hay ra đây mà. Em đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh nói gì? Anh vẫn thường xuyên ra đây thăm nó hả? Anh vẫn còn thương nhớ nó nhiều lắm hả? Vậy thì anh cưới em làm gì? Em à, đừng có nghĩ vậy. Thảo đó đi với anh bây giờ chỉ là kỷ niệm thôi. Anh có nhớ Thảo, nhưng mà nó không phải là cái kiểu nhớ nhung tha thiết của người yêu nhau. Thôi mà, Thảo cũng đã mất rồi. Người mất là hết. Em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Tại sao tới lúc mày chết rồi mà mày vẫn còn trói buộc ảnh như vậy?
Bây giờ tao phải làm sao để anh quên được mày đi hả? Chưa siêu thoát được. Mày đi theo tao đi. Tao không có. Tao không có làm gì mày hết. Tao Tao chưa siêu thoát. Tao chết oan lắm. Tại sao? Tại sao mày giết tao? Phương, em nói cái gì vậy? Tại sao lại giết Thảo? Hả? Tại sao? Anh ơi, bởi vì em quá yêu anh. Em không muốn con Thảo cưới anh, cho nên là em mới đẩy con Thảo xuống sông rồi dựng lên hiện trường giả. Tại vì em quá yêu anh mà. Cuối cùng thì mày cũng chịu thú tội rồi. Thật ra tao vẫn chưa chết. Thảo, vậy là em còn sống nữa. Thảo ơi, anh nhớ em lắm. Anh nhớ tôi. Anh nhớ tôi mà anh cưới con Phương hả? Toàn bộ lời thú tội của mày tao đã ghi âm lại hết rồi. Tao sẽ đưa bằng chứng này lên công an. Tao sẽ đem bằng chứng này giao cho công an. Được. Tao sẽ ra đầu thú. Tao sẽ trả anh Duy lại cho mày. Tao trả lại hết cho mày đó. Mày không cần phải trả. Con Thảo ngày xưa đã chết rồi. Nó chết lần thứ nhất là khi bị chính bạn thân của nó đẩy xuống sông. Nó chết lần thứ hai là khi nó nghe tin người mà nó yêu thương nhất lấy người con gái khác. Tao quay về đây để đòi lại công bằng, chứ không phải đòi lại những thứ không xứng đáng. Mà vợ mình có vẻ lén lút, lại còn đưa tiền cho nó nữa ta. Lại còn kề môi kề má không hít nhau nữa. Quá đáng, chắc chắn là kéo nhau đi nhà nghỉ rồi. Mình phải bám theo bắt tay chặn cho khỏi chối. Xin lỗi anh trai nha, xin lỗi. Ủa, mới đây biến đi đâu nhanh vậy ta? Tức thiệt chứ. Đi đâu giờ mới về vậy? Biết quán về chưa? Ủa sao anh còn thức làm gì? Em đã nói sớm với anh á là em đi chơi với bạn, rồi còn ăn uống về khuya rồi mà. Đi cà phê ăn uống thôi. Mà làm gì lúc mấy chục triệu vậy? Thì cái đó thì là bạn em. Nó nói là nó nhờ em mượn 10 triệu để người nhà nó mổ gấp. Em nói sao nghe vậy thôi. Đi ngủ đi. Nè, anh nói chuyện cái thái độ đó là anh không tin tưởng em hả? Anh làm như em rút tiền cho ai đó mượn không bằng á. Ê, nãy giờ anh chưa có gì đụng chạm nha. Hay là em có tâm trạng quên? Nửa đêm rồi em không rảnh đâu mà ngồi cãi chuyện với anh. Anh thích nghĩ sao đó thì nghĩ. Mà em nói cho anh biết trước nha, em chán ngán anh lắm luôn rồi đó. Tính đi đâu vậy? Đưa gối ra ngoài phòng khách, lát nữa tôi ngủ ngoài đó. Chứ ngủ ở đây tự nhiên cảm giác ngột ngạt lắm. Ngộ ha. Nào giờ ngủ chung với nhau mấy năm nay không sao, tự nhiên bây giờ ngột ngạt là sao? Không hiểu. Thì đó là cảm xúc của tôi. Tôi ngủ thấy không thoải mái á thì tôi ra ngoài ngủ. Anh ngủ ở đây đi.
cô cứ chờ xem, tôi mà bắt tại trận rồi á, coi lúc đó cô còn tỏ thái độ này nữa hay không. Em lâu không? Hơi lâu nữa. Trời, làm gì vậy? Hả? Ngoài tình hả? Tôi bắt tại trận rồi nha, bữa nay đừng có chối nha. Anh thôi đi chứ. Ê, u ra. Nè, anh im đi chưa? Anh tưởng là tôi đến đây để ngoại tình đó hả? Được, thì bây giờ anh vô trong phòng đi. Mà tôi nói cho anh biết, chuẩn bị tinh thần cho thật là tốt, coi chừng bị sốc đó nha. Không, sao ông lại ở đây? Em bị ép. Tôi là người đã ép cô ta đó. Tại vì vợ anh biết anh đã nghi ngờ, cho nên mới gài bẫy anh vô đây để lật bài ngựa. Giờ thì hắn ra đi. Đây là toàn bộ những cuộc hẹn hò của chồng cô và bồ nhí. Tôi đã chụp hình lại được, không sót một chỗ nào. Và tôi cũng biết được là chồng cô và cô ta đã quen nhau được hơn một năm. Lúc nào ả ta cũng đòi để ly dị cô để lấy cô. Tôi cũng nghi là chuyện này sẽ xảy ra mà. Được rồi, tôi sẽ gửi thêm tiền cho anh. Chị, cẩn thận, chồng chị đang theo dõi chúng ta nè. À, tôi có cách này. Tôi sẽ không để chuyện này lộ ra đâu. Bây giờ anh ngồi sát lại với tôi đi, rồi chúng ta giả vờ như chúng ta đang ngoại tình với nhau. Anh phải làm mọi cách nào đó để dụ được con nhỏ đó vào khách sạn cho tôi. Tôi sẽ làm cho anh ta bể mặt. Bản thân anh là người ngoại tình mà anh nghi ngờ sự thủy chung của vợ mình là sao? Anh có tư cách đó hả? Anh Toàn đây là thám tử mà tôi thuê để theo dõi hai người trong suốt mấy tháng này. Đây, tôi cũng thu thập được nhiều chứng cứ hay lắm. Anh xem đi. Xem đi. Anh còn gì để nói nữa không? Hả? Chị Trâm ơi, chị Trâm, chị cho em xin lỗi nha. Em không dám như vậy nữa đâu. Em sẽ cắt đứt với anh Tuấn mà. Dạ, anh biết lỗi sai của anh rồi. Em bỏ qua cho anh đi. Từ đây sắp tới á, anh không có qua lại với Thảo đâu. Ừ, từ đây á, cho đến sắp tới á, anh muốn cưới nó tôi cũng không quan tâm tới làm gì hết. Anh là người chồng tệ bạc, anh ngoại tình, anh có tư cách làm chồng tôi nữa không? Anh đừng nghĩ là anh sẽ về nhà được nữa. Toàn bộ đồ đạc của anh, giấy ly hôn, tôi sẽ gửi đến đây trong tối nay. Em đừng vậy mà chồng. Chồng đừng vậy mà em. Chồng. Anh nói là anh hết tình cảm với chị rồi mà. Anh mà cứ để vậy á, có ngày chị đánh em thì sao? Thì ai em gái Út Ngọc. Từ trước tới giờ chị không có thói quen đánh ai hết. Nhất là đánh ghen thì chị lại càng không. Ngọc, chuyện là gì đó? Không, ý anh là chị không như em nghĩ đâu. Có gì phải sợ mà anh phải giải thích vậy? Anh nói anh yêu em mà. Chị không chịu á thì ly dị đi. Thôi em im đi. Hay là anh đi về đi. Em không về. Đồng ý em là người thứ ba hay tiểu tam hay cái gì cũng được hết á. Nhưng mà ít nhất em cũng là loại có số má. Sao em phải sợ cái loại hết thời này? Em nói cái gì vậy? Nãy giờ vợ của anh không có động gì tới em luôn á. Hay là anh đi về đi. Em biết á, chị ta đang tỏ ra thanh cao đó, nhưng mà chắc trong bụng đang sôi máu lắm. Chị à, chị muốn đánh em lắm đúng không? Mặt nè, đánh đi. Đừng có dồn cục tức
rồi trào máu chết nha chị. Nè, làm cái gì mà em phải cuống cuồng lên như vậy? Chồng của chị á, nếu em thích thì chị nhường. Chị chỉ giành giật những gì xứng đáng với chị thôi. Anh, về nhà nói chuyện với em nha. Anh không có đi nha. Thôi đi kìa, anh đi về đi. Anh Cường, em tha thứ cho anh rồi hả? Em cứ nói mấy món anh thích nè. Anh ngồi xuống đi để chồng cùng anh. Em hết giận anh rồi hả? Vậy mà anh cứ tưởng đơn ly hôn đơn phương á, em đã nộp rồi. Ngôi nhà này là tài sản chung, mình sẽ chia đôi. Còn mấy miếng đất với chiếc xe á, thế nào chung mình cũng sẽ chia. Hai đứa nhỏ em sẽ nuôi, anh cũng không cần phải chu cấp gì đâu. Khi nào mà anh thấy nhớ, anh có thể tới thăm tụi nhỏ bất cứ lúc nào. Ủa, em anh tưởng là em hết giận anh rồi chứ? Anh là người đã có vợ con rồi mà còn đi ngoại tình. Anh nghĩ là em không giận anh được sao? Em cũng là phụ nữ như bao người khác mà. Nhưng mà anh đó, đây là bữa cơm cuối cùng của hai vợ chồng mình. Người khác thường nặng nhẹ nhau sau khi ly hôn, còn đối với em muốn kết thúc bằng bữa cơm thiệt ngon, để sau này á gặp lại nhau phải có khó xử, mấy đứa con cũng không ngại đâu. Anh ăn đi, bao anh thích đó. Đợi tôi chết rồi mới tới gặp mặt đúng không? Cái gì mà cô gọi giật ngược giật xuôi vậy? Anh coi nè, ông sư tử nhà anh đó, trước mặt thì thanh cao, sau lưng nó đánh em vậy nè. Ngọc không phải là người như vậy đâu. Ý anh vậy là sao? Là anh binh cô ta rồi vu khống cho tôi hả? Thôi đi, cô coi lại cái hành sự của mình đi. Lúc nào cũng như một con khùng, thích la hét, tru tréo, có khác gì một con điên không hả? Anh dám đánh tôi hả? Bây giờ anh chọn đi, tôi hay là cô ta, anh nói đi. Tỉnh lại đi. Nhìn nè, chia tay đi, tôi quá chán cô rồi. Anh đứng lại. Buông ra. Cô bớt bớt lại đi, tôi quá chán ngán mấy cái trò dơ bẩn của cô rồi. Đứng lại. Bây giờ mà đi, chết trước mặt anh coi. Tôi nghĩ cô nên học lại cách hành xử giống như vợ tôi đi. Là phụ nữ đừng nên quá hạ thấp bản thân mình, trò đó rẻ tiền lắm. Cách hành xử của vợ anh hả? Anh tôn thờ cô ta quá ha. Tôi cho anh thấy, con vợ anh dù gì cũng là một con đàn bà tầm thường thôi. Ngọc, anh bỏ cô ta rồi, giờ chúng mình làm lại từ đầu nha em. Buông ra đi. Tới bây giờ anh vẫn chưa chịu hiểu hả? Tôi bỏ anh không phải vì cô ta, mà vì tôi không muốn sống chung một loại người như anh. Bớt giả tạo đi. Trước mặt ảnh á, thì cô tỏ ra ngây thơ thánh thiện, còn sau lưng á, thì đánh chửi tôi. Cô có tin á, là tôi tìm tới nhà cô, tìm tới cơ quan của cô để cho mọi người biết bộ mặt thật của cô không? Cô có cần tôi cho địa chỉ công ty không? Mà nè, vu khống người khác cũng là vi phạm pháp luật đó. Hay là bây giờ cô muốn tôi với cô đánh nhau ở đây rồi kéo nhau lên phường? Khỏi cần công an, tôi xử cô ở đây luôn. Anh thấy chưa? Bây giờ nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi đó. Nói với loại người như cô á, tôi phải đánh cô như vậy để cô tỉnh ra. Cô, anh chưa đủ nhục mặt hả?
biến đi. Tôi chán cô lắm rồi. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Tôi không bỏ qua cho hai người đâu. Đợi đó. Em thấy rồi đó, anh là bọn cô ta rồi đó. Vợ chồng mình làm lại từ đầu nha. Bỏ qua cho anh nha. Tôi có nguyên tắc của tôi. Một khi tôi đã buông sẽ không bao giờ cầm lại đâu.